Xin chào chị ạ, hôm nay thì tôi sẽ điểm danh những con giáp mà gặp may mắn, rồi là gặp quý nhân hay là có những cái sự vất vả gì trong cái năm 2021 Tân Sửu này nhá. Thì cái tiêu chí điểm danh của tôi thì gồm có các tiêu chí như sau mà tôi ghi ở đây rồi. Đó là vòng thái tuế này, lộc tồn này, quý nhân này, thiên mã này, đào hoa này, tương quan địa chi là hợp xung hình hại phá hay là không có cái tương quan gì, hay là thậm chí là khắc thôi. Thì ngoài ra có những các cái tiêu chí khác thì ở đây tôi xin phép dừng lại, tại vì video này xin phép là gói gọn những cái tiêu chí đó. Còn kim lâu, hoang ốc, tam tai, cửu diệu hay là hướng nhà hay là luật nhân quả thì nó quá xa rồi, còn sự cố gắng thì nó tất nhiên rồi. Thì tôi sẽ làm video chi tiết về từng con giáp một nhé. Thì năm nay là năm Tân Sửu, thành ra là thái tuế tới tới cái phương vị Sửu, tức là người tuổi Sửu năm nay là trực thái tuế đấy, tức là vua đến. Ngoài ra còn thì có những cái sao như là thái tuế này, hoa quả này, vua đến này, có lọng tre lọng đỡ, tam hợp thì có quan phù bạch hổ và thêm cả tuế lộc nữa. Năm nay là năm Tân Sửu, thành ra là tân lộc tại Dậu, lộc tới người tuổi Dậu nhưng mà lại tam hợp với người tuổi Sửu, thành ra cái bộ ba tỵ Dậu Sửu năm nay là cái bộ ba mà theo tôi đánh giá là có cái sự phát triển về công danh, về tài lộc, về đường kinh tế, về đường làm quan. Nói đơn giản nó là công việc ấy, nó rất là tốt, nó được lộc. Các anh chị năm nay là nói chung là được lệnh vua, vua đến thăm rồi, ban cho lộc rồi, anh chị cứ làm mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, không không lo nhiều gì nữa. Nhưng mà khi anh chị mạnh dạn cái năm nay, thực ra cái năm nay là một cái năm rất là bản lề đối với cái người tuổi Tỵ Dậu Sửu, tại vì năm này là năm tam tai cuối cùng và lại gặp cái tam hợp thái tuế, tam tai gặp tam hợp thái tuế, thêm lộc tồn. Đấy, thêm cái bộ lộc tồn vào đây, không phải là năm nào lộc tồn cũng đến vị trí thái tuế hoặc đến vị trí tam hợp anh chị nhé. Ví dụ như là năm sau đi, năm sau là năm năm sau sẽ là năm Nhâm Dần, Nhâm thì lộc tại Hợi thì thái tuế đấy, năm sau thì lộc tuế lộc là nó không tam hợp với tuổi Dần đâu ạ. Thì năm nay là một cái năm bản lề có khá nhiều biến động và cực kỳ nhiều sự thay đổi, nhưng theo tôi đánh giá là tương đối thuận lợi. Thuận lợi ở đây là thuận lợi về kết quả cuối cùng anh chị nhé. Còn cái sự khó khăn ban đầu do tam tai gây ra thì cũng chúng ta không tránh được, nhưng mà nó là năm cuối rồi, dù sao thì nó cũng có những cái mà nó làm cho chúng ta hao tài tốn của hoặc là hao tâm tổn huyết về công việc rồi về gia đình, nhưng mà về cuối cùng là năm này là năm bản lề, là năm sẽ thay đổi được. Trong đó thì đặc biệt năm nay là người tuổi Sửu là năm nay sẽ như có nhiều cái chính sách rất hay, và người tuổi Tỵ cũng sẽ suy nghĩ ra được nhiều cái mà ý tưởng mới. Còn người tuổi Dậu nếu mạnh dạn làm ăn thì sẽ kiếm được rất nhiều tài lộc. Đấy, đây là bộ bộ tam hợp và Tỵ Dậu Sửu năm nay, bộ mà thái tuế chiếu tới. Tiếp theo thì sẽ là tuổi Dần anh chị nhé. Tuổi Dần thì tam hợp là Dần Ngọ Tuất. Tuổi Dần năm nay là có sao Thiếu Dương và quý nhân là tới với người tuổi Dần năm nay. Thành ra năm nay là một năm về cơ bản là nhờ cái sự thông minh khôn khéo của mình cộng với quý nhân giúp đỡ thì người tuổi Dần năm nay cũng khá là thành công, không có gì là vất vả cả. Nhưng người tuổi Ngọ năm nay thì gặp hại thái tuế đấy, gặp sao Tử Phù, gặp sao Đào Hoa và may quá lại có quý nhân, thì thành ra năm nay là người tuổi Ngọ là rất dễ bị những cái chuyện tình ái làm cho hao tài tốn của hoặc là gây không gây các cái công việc nó gây ra những cái điều mà làm cho công việc nó sút kém và rất dễ là bị gái lừa đấy. Nhưng cũng may mà có quý nhân nó tới, thành ra nếu mà có bị lừa thì cũng không bị lừa nhiều lắm, thì cũng rất là may mắn. Tiếp theo thì người tuổi Tuất năm nay thì là hình thái tuế nhưng mà có sao Phúc Đức, thành ra là tuy là ban đầu là gặp khó khăn, bị các cái hư hao hình hại, nhưng mà cuối cùng là cũng có cái phúc đức, thành ra cũng vẫn công việc làm ăn vẫn về cơ bản cuối cùng vẫn là thuận lợi. Tiếp theo chúng ta sang bộ đây, người tuổi Mão năm nay gặp sao Tang Môn này, thành ra là sẽ có nhiều cái sự bất an ở trong cuộc sống, thậm chí có thể là trong người nhà có tang hoặc có cái chuyện buồn phiền, những cái chuyện lo âu suy nghĩ về công việc, về gia đình, về mọi mặt của các cuộc sống. Thì đấy là người tuổi Mão năm 2021 Tân Sửu nha anh chị nhé. Thì chúng ta xét thêm tuổi Hợi Mão Mùi đi, thì vất vả nhất năm nay thì là tuổi Mùi. Tuổi Mùi thứ nhất là xung thái tuế này, hình thái tuế này, lại gặp cả sao tuế phá này. Tại vì tuổi Mùi năm nay là gặp sao tuế phá, tức là phá thái tuế, tức là phá vua, lại vừa xung vừa hình, lại vừa phá vừa xung vừa hình,
nói chung là không có gì mà nói rồi. Người tuổi Mùi năm nay nói chung là phải hết sức cẩn thận, không nên có những cái ý nghĩ mà chống đối đến cấp trên, đến lãnh đạo. Nếu mà có cái ý nghĩ đấy thì năm nay sẽ gặp rất là nhiều tai họa, gặp những cái hình phạt nó gặp những cái hình phạt mà có khi anh chị rất là ít bị gặp trong cuộc sống thì sẽ xuất hiện vào năm nay. Nói chung là năm nay tuổi Mùi về công danh, về tài lộc, về tình cảm, gia đạo rồi tất cả các thứ cũng hết sức là cẩn thận và chú ý thêm cái hướng nhà, xem năm nay còn nó có tốt hay không. Nếu mà xem vận hạn nó xấu anh chị nhé, hướng nhà nó cũng kém, thì tổng hợp tất cả những yếu tố đấy thì nó sẽ làm cho vận hạn con người ta rất là suy. Người tuổi Mùi năm nay theo tôi đánh giá là xấu nhất, xung, hình và phá. Người tuổi tiếp theo người tuổi Hợi năm nay thì có sao Điếu Khách và sao Thiên Mã. Hợi địa chi là thuộc thủy, đấy. Địa chi là thuộc thủy, Sửu thì địa chi là thuộc thổ. Có sao Điếu Khách, có sao Thiên Mã và bị ngũ hành của năm nay khắc. Thành ra năm nay là một năm mà người tuổi Hợi sẽ phải đi ngoại giao, đi thuyết khách, dùng lời nói của mình để gây dựng lại công việc cũng như là công việc này để công việc nó thuận lợi hơn, tài chính nó thuận lợi hơn. Điếu Khách Thiên Mã năm nay là một năm sẽ phải rất là tốn nhiều xăng và tốn nhiều nước bọt. Đấy là người tuổi Hợi anh chị nhé. Và năm nay người tuổi Hợi vì có sao Điếu Khách, thành ra là Điếu Khách ở đây là khách, cũng sẽ có nhiều khách đến nhà. Nhiều khách đến nhà người tuổi Hợi thì khi đó thì người tuổi Hợi sẽ có nhiều cái mối quan hệ hơn. Cũng vừa là mình bản thân mình thích đi ngoại giao, thứ hai là khách cũng đến. Thì năm nay người tuổi Hợi cũng nên nắm bắt được những cái vấn đề nó như vậy. Tiếp theo là bộ Thìn, Thân Tý Thìn ạ. Năm nay bộ Thân Tý Thìn thì ví dụ tuổi Thìn là gặp phá thái tuế, gặp sao Thiếu Âm. Bản chất của phá thái tuế thì tức là cũng không hay rồi. Hình xung hại phá thái tuế tức là liên quan thái tuế là vua, thì cứ phá vua thì nói chung nó sẽ gặp những cái kết quả nó không 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 mong muốn, thường là kết quả xấu. Cái thứ hai lại gặp sao Thiếu Âm. Thiếu Âm là một cái sao nó u tối, tư duy như vậy. Năm nay người tuổi Thìn có thể nói, ở đây tôi nói cái tuổi của 12 con giáp này nó chung nhá, không 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 nó sẽ không đúng cho tất cả những người tuổi Thìn hoặc tất cả những người tuổi Mão, tất cả những người tuổi Tỵ anh chị ạ. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Về trên cơ bản là tổng diện tổng quan chung nó là như vậy. Thì người tuổi Thìn năm nay gặp sao Thiếu Âm thì cái việc suy nghĩ rồi là cái việc tư duy nó không được tốt bằng so với các năm trước, lại thêm một cái cách nữa là phá thái tuế, thành ra là năm nay người tuổi Thìn là dễ có những cái sự nhầm lẫn trong cuộc sống và gây ảnh hưởng đến công việc, rồi là ảnh hưởng đến tài lộc của mình. Thì người tuổi Thìn nên chú ý cái vấn đề vậy. Còn người tuổi Thân thì gặp sao Long Đức rồi. Gặp sao Long Đức thì về cơ bản nói chung rất là cát lành. Người tuổi Tỵ, người tuổi Tý, cái con giáp sát thái tuế năm nay năm Sửu, thì năm nay là người tuổi Tý là nhị hợp với tuổi Sửu thì về cơ bản là tốt rồi, nhưng mà gặp lại sao trực phù hợp, nhưng mà lại gặp sao trực phù thành ra chỉ đi phù cho người khác thì hợp lý nhất. Nói chung là cũng phải chịu thiệt thòi thua thiệt, nhưng mà cũng may mà hợp với thái tuế, nó không không có gì ảnh hưởng nhiều, chỉ cần chịu nhường nhịn, chịu thua thiệt, chịu tức là người tuổi Tý năm nay là nên học chữ nhẫn anh chị ạ. Đấy thì tổng quan chung của 12 con giáp là như vậy. Còn để xét chi tiết thêm thì chúng ta phải đi từng con giáp cụ thể thôi thì mới biết được cái tuổi xem là có kim lâu không, có hoang ốc không, rồi có tam tai không, cái sao cửu diệu nó như thế nào, và kết hợp thêm cái hướng nhà. Còn luật nhân quả thì chúng ta cũng khá là khó nhìn ra đấy. Ngoài ra còn một cái vấn đề nữa là khi chúng ta biết cụ thể từng con giáp thì chúng ta sẽ có thiên can địa chi và sẽ luận ra được cái thập thập thần, ở đây là có hai thần rồi, thì cũng sẽ biết thêm được cái vấn đề về công danh, về tài lộc. Còn tổng quan chung của 12 con giáp là như vậy chị ạ. Nếu mà nói về xấu nhất thì tôi thấy là có người tuổi Mùi là nói chung cũng khá là xấu, gặp sao xung hình thái tuế và gặp sao tuế phá. Người tuổi Mão thì gặp sao tăng môn, người tuổi Thìn thì phá thái tuế và có sao Thiếu Âm, còn người tuổi Ngọ thì gặp sao đào hoa tử phù và hại thái tuế, cũng khá là nguy hiểm. Còn tốt nhất thì theo tôi đánh giá là bộ người tuổi Dậu, Tỵ tam hợp Tỵ Dậu Sửu có bộ thái tuế và sao lộc tồn tuế lộc năm nay nó tới. Nhưng mà người tuổi Tỵ Dậu Sửu năm nay cũng hết sức chú ý, đó là cái năm tam tai cuối cùng.
để đạt được thành công thì cũng sẽ phải trải qua nhiều cái các cái tai ương, các cái biến cố trong cái năm này đấy. Tưởng như không được nhưng mà sẽ có cái kèo lật ngược trong ở phần cuối anh chị nhá. Anh chị cứ tự tin lên, tuổi Tỵ Dậu Sửu năm nay rất là tốt. Tam hợp Thái Tuế và Tuế Lộc. Rồi cái video này thì xin phép dừng tại đây. Thì tôi sẽ dần dần chia sẻ về từng con giáp một cụ thể và chi tiết hơn. Và anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông để ủng hộ tôi. Xin cảm ơn. Xin chào ạ.